Hoàng Hoa Thám, tên thật là Trương Văn Nghĩa, sinh năm 1858, quê ở làng Dị Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hương Yên. Hoàng Hoa Thám tham gia cuộc khởi nghĩa của Cai Kinh từ năm 1885, sau đó đứng ra lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế và trở thành thủ lĩnh của phong trào nông dân Yên Thế. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế kéo dài gần 30 năm can trường chống Pháp. Với chiến thuật linh hoạt, khi đánh, khi hòa lại được nhân dân đồng tình hưởng ứng, cuộc khởi nghĩa đã gây tiếng vang lớn và để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Hoàng Hoa Thám được nhân dân yêu kính gọi là Hùng Thiêng Yên Thế. Lừng danh mọi nơi khiến dân theo anh hùng, lòng nuôi hận căm máu xương mình đâu xa, ngày đêm tìm mưu diệt quân Pháp đến xâm lăng trong dân nan lòng. Về Dị Chế, vùng quê giàu truyền thống cách mạng, đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp. Mọi người đều nhắc đến và tự hào với tên người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. Vào giữa lúc dân tộc chìm sâu dưới ách nô lệ của thực dân Pháp, khi chưa có đảng lãnh đạo, với lòng yêu nước nồng nàn, người thanh niên Hoàng Hoa Thám đã dũng cảm và quy tụ nghĩa sĩ tại núi rừng Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và các vùng lân cận, làm cho giặc Pháp khiếp vía kinh hồn mà khó đàn áp được cuộc khởi nghĩa trước tài thao lược của Hoàng Hoa Thám. Ở Yên Thế, thời bấy giờ, người dân gọi Hoàng Hoa Thám là Đề Thám hay Hùm Thiêng Yên Thế. Ông là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống Pháp từ năm 1885 đến năm 1913. Năm 1885, ông tham gia khởi nghĩa của Cai Kinh, tức Hoàng Đình Kinh ở Lạng Giang. Sau khi Cai Kinh chết, ông đứng dưới cờ nghĩa Lương Văn Nắm, tức Đề Nắm, và trở thành một tướng lĩnh có tài. Tháng 4 năm 1892, Đề Nắm bị thủ hạ Đề Sạt sát hại và Hoàng Hoa Thám trở thành thủ lĩnh tối cao của phong trào Yên Thế. Đề Thám tiếp tục hoạt động, lập căn cứ ở Yên Thế và trở thành thủ lĩnh danh tiếng, đánh nhiều trận, tiêu biểu là các trận ở Thung Lũng, Hố Chuối năm 1890 và Đồng Hom năm 1892 bằng vũ khí thô sơ, mà quân Pháp nhiều lần tấn công liên Yên Thế bằng vũ khí hiện đại nhưng đều bại trận. Thấy chưa thể dập tắt được phong trào Yên Thế, vào năm 1894, Pháp đã yêu cầu giảng hòa, cắt nhượng cho nghĩa quân 4 tổng thuộc Yên Thế. Hoàng Hoa Thám cũng muốn tranh thủ thời gian để chuẩn bị thêm lực lượng, ông đồng ý hòa hoãn. Đó là kế sách tạm thời. Chỉ vài tháng Pháp đã bội ước, huy động lực lượng mở những cuộc tấn công trên quy mô lớn vào Yên Thế. Chúng trao giải thưởng 30.000 franc cho kẻ nào bắt được Hoàng Hoa Thám. Lần giao quân này của Pháp cũng không đàn áp được phong trào nông dân Yên Thế, nên Pháp phải yêu cầu giảng hòa lần thứ hai vào năm 1897. Trong hơn 10 năm hòa hoãn, từ tháng 12 năm 1897 đến tháng 1 năm 1909, nghĩa quân Yên Thế đã củng cố lực lượng và mở rộng địa bàn hoạt động từ Trung Du đến Đồng Bằng, kể cả vùng Hà Nội. Hoàng Hoa Thám tổ chức ra Đảng Nghĩa Hưng và Trung Chân Ứng Nghĩa Đạo làm đồng cốt. Đặc biệt, Hoàng Hoa Thám đã chỉ đạo cuộc khởi nghĩa ngày 27 tháng 6 năm 1908 của binh lính yêu nước ở Hà Nội, gọi là vụ Hà Thành đầu độc. Sự kiện này làm chấn động khắp cả nước. Ngày 29 tháng 1 năm 1909, Thống sư Pháp tại Bắc Kỳ đã huy động 15.000 quân chính quy và khố xanh, 400 lính dõng là một lực lượng lớn nhất từ trước tới lúc đó, do Đại tá Ba Tay và Đại thần Lê Hoan chỉ huy tổng tấn công vào căn cứ Yên Thế. Đề Thám vừa tổ chức đánh trả, vừa phải rút lui khỏi Yên Thế đến Thái Nguyên, Tam Đảo. Nhưng con ông
là Cả Trọng bị tử thương và con gái út là Trương Thị Thế bị bắt. Lực lượng nghĩa quân giảm sút dần và tới cuối năm 1909 bị tan rã. Đề Thám phải sống ẩn náu trong núi rừng Yên Thế cùng hai thủ hạ Tâm Phúc. Tuy cuộc khởi nghĩa Yên Thế không thành công, nhưng là một bài học cho các cuộc khởi nghĩa sau này. Vào dịp được đón nhận bằng công nhận các di tích đặc biệt quan trọng của chính phủ trao tặng cho các di tích của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, chúng tôi đã tìm về khu căn cứ của cuộc khởi nghĩa năm xưa, nay nằm giữa thị trấn Cầu Gồ, trung tâm của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Đây là ngôi đền có từ thời Hậu Lê. Sau khi cuộc khởi nghĩa nổ ra tại đây thì Đề Thám đã gọi đó là chùa Phồn Xương. Và ông từng dùng nơi này để mở hội nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Đặc biệt nơi đây thì ông thường dùng để quy nạp nghĩa quân, chiêu mộ nhân tài. Trước mỗi trận đánh thì ông thường cho nghĩa quân cắt máu ăn thề và uống rượu ăn thề tại đây. Đây cũng là cái nơi mà Đề Thám dùng để khao quân mỗi khi nghĩa quân của Yên Thế thắng trận trở về. Chính vì lý do như vậy mà sau khi cuộc khởi nghĩa kết thúc thì người dân đã đưa tượng Phật vào đây thờ chung với tượng của Đề Thám và được gọi là đền thề của nghĩa quân từ bấy đến giờ. Trong quá trình diễn ra cuộc khởi nghĩa, Hoàng Hoa Thám xuất hiện như một ngôi sao sáng được nghĩa quân và nhân dân trong vùng tin yêu. Ông thực sự là vị thủ lĩnh tài ba, lãnh đạo nghĩa quân giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chính nghị sĩ Messimi từng thừa nhận trước Quốc hội Pháp tại phiên họp ngày 27 tháng 7 năm 1909 rằng Đề Thám thực sự là người anh hùng dân tộc. Đối với nhiều người, Đề Thám đã trở thành hiện thân của tâm hồn người An Nam. Với những đóng góp to lớn trong bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, Đề Thám còn xứng đáng là một danh nhân văn hóa. Lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần quyết tâm đánh Pháp đến cùng của Hoàng Hoa Thám đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao, tôn vinh ông là vị anh hùng dân tộc tận trung tận hiếu với non sông đất Việt. Dòng dã 30 năm liên tục được thử thách và tôi luyện trong chiến đấu đã kết tinh những nét hào hùng nhất về hình tượng trai Cầu Gồ Yên Thế, đó là những người nông dân cầm súng dạn dày với mưa rừng, gió núi, tha thiết yêu quê hương đất nước. Họ đã không quản ngại hy sinh thân mình mà hôm nay những hiện vật của họ đã được trưng bày trong nhà bảo tàng di tích Yên Thế. Dấu tích đồi Phồn Xương còn lưu giữ được tường thành mà Hoàng Hoa Thám cho xây dựng vào năm 1892, trấn giữ con đường độc đạo đi vào căn cứ nghĩa quân. Trước đồn là một hồ nước để bảo vệ mặt tiền đồn. Phía sau đồn còn di tích doanh trại, chiến lũy của nghĩa quân. Trải qua mưa nắng, những bức tường đất giờ đã vỡ lở lún sụt, nhưng đã hơn một thế kỷ qua, những lỗ châu mai được khoét thủ công vẫn còn nguyên vẹn. Chính tại đây, Hoàng Hoa Thám và các tướng lĩnh như Cai Thanh, Cả Trọng thường xuyên lưu trú hoạt động. Có thể nói, trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chưa có cuộc khởi nghĩa nông dân nào kéo dài tới gần 30 năm như cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế. Ngày nay, những dấu ấn thời khắc ghi lại cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã và đang tiếp tục được các thế hệ trân trọng, lưu giữ và bảo tồn. Hàng năm, vào ngày 16 tháng 3 dương lịch, tại khu di tích này đều tổ chức lễ hội Yên Thế để du khách xa gần có dịp hiểu sâu về truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông. Lễ hội nhằm biểu dương sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập tự cường, qua đó gìn giữ và phát huy những nét đẹp về di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể của ông cha ta trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Năm 2012, khu di tích Yên Thế vinh dự được chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Đây là cơ hội để tỉnh Bắc Giang tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị đặc biệt của khu di tích.
trở lại quê hương của người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám tại xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, thăm nhà tưởng niệm Hoàng Hoa Thám do tỉnh Hưng Yên đầu tư xây dựng năm 2004. Nhà tưởng niệm nằm ngay cạnh tỉnh lộ 200 và ở trung tâm xã, là nơi để các thế hệ hôm nay nhớ về quá khứ, tự hào về một con người của quê hương. Đây cũng là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ. Hơn một thế kỷ đã trôi qua, hình ảnh vị thủ lĩnh kiên cường Hoàng Hoa Thám vẫn còn in sâu trong trí nhớ của mỗi người con đất Việt. Không chỉ có khu di tích Yên Thế hay nhà tưởng niệm ở quê hương, nhiều con đường, trường học, tên xã trên cả nước đã mang tên Hoàng Hoa Thám. Sách giáo khoa trung học cơ sở nói về Hoàng Hoa Thám đã luôn nhắc nhở thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn về Hoàng Hoa Thám trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc.